Hôm nay là ngày 19 tháng 6 2018, hiện giờ thì Trinh đang phát sóng live trực tiếp tại Chicago, Illinois, 2 giờ chiều ở tại Chicago, có nghĩa là 3 giờ chiều ở miền đông của Hoa Kỳ và hình như là 9 giờ tối ở tại châu Âu, 9 hoặc là 10 tùy theo là các anh chị đang ở đất nước nào của châu Âu. Chắc chắn giờ này đang coi World Cup cũng không chừng. Lovi, cho nên một số anh chị chắc là giờ này đá banh quan trọng hơn sức khỏe cũng không sao, bởi vì 4 năm mới có đá banh lần đúng không, còn sức khỏe thì nghe mỗi ngày có thể nghe lại. Thì Trinh cũng đang coi đá banh nhưng mà vì lời hứa thế chị Dung cho nên phải 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 làm cái like này. Ok, một lần nữa mình là khoa gia thị Trinh Nguyễn. Một số các anh chị không biết mình thì mình cũng bắt đầu chút xíu. Mình có hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành bào chế thuốc đặc trị, nghiên cứu và mãi tới gần 5 năm rưỡi, 6 năm về trước, do một cái cơ duyên mình biết tới Nu Skin qua cái dòng công nghệ Age Lock. Age là tuổi, Lock là khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại cái tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân, để thử thanh xuân, để hầu mang lại cái suối nguồn tươi trẻ cho con người, giúp cho con người trẻ mãi tới già chứ không phải là trường sanh bất lão. Và khi mà mình tìm hiểu, đối với mình một người khoa học, khi mà mình tìm hiểu về những cái dòng dinh dưỡng, bởi vì dinh dưỡng là một phần tất yếu trong cuộc sống, hầu như chúng ta đều phải dùng, nhưng mà đôi lúc chúng ta ỷ lại, phần đông có thể nói là ỷ lại. Và khi mình thấy dòng dinh dưỡng tốt thì bắt đầu mình nghiên cứu, và khi mình nghiên cứu mình thấy có những rất nhiều điểm vượt trội hơn tất cả những cái loại dinh dưỡng khác trên thị trường, thì bắt đầu mình đổi, dùng chữ đổi chứ không phải là bắt bọc, dùng chữ đổi đúng hơn là gọi là bắt đầu dùng. Ok, bởi vì đối với mình thì từ lọt lòng mẹ, trước khi mẹ sanh mình ra, chắc anh chị nào có con là hay là các anh chị đang có thai là các anh chị đều uống thuốc dưỡng thai đúng không? Nói chung gọi là uống thuốc dưỡng thai là sai, mà là uống dinh dưỡng hay là dưỡng thai. Dưỡng thai bằng cách là ăn uống đầy đủ, đi bác sĩ khám rồi bác sĩ sẽ cho là uống thêm vitamin A, B, C, D gì đó, uống thêm chất sắt vân vân, nói chung là bổ sung nhiều thứ vào trong cơ thể và khuyên ăn A, ăn B, ăn C gì đó để mà nuôi dưỡng cái tế bào thai. Thì đó là cái hình thức là để giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe, bởi vì ăn uống là không có đủ. Rồi đó là những cái mà chúng ta làm, rồi sau khi cái đứa trẻ chào đời thì hầu như là người mẹ ngưng đi vấn đề bảo vệ sức khỏe. Cho nên đối với mình vẫn không hiểu là mọi người chúng ta hiểu gì về sức khỏe. Thật sự là Trinh muốn hỏi các anh chị là các anh chị hiểu gì về sức khỏe? Đôi lúc anh chị nói là các anh chị hiểu về sức khỏe thì mình sẽ hỏi ngược lại các anh chị là các anh chị hiểu gì về sức khỏe. Cho nên chủ đề ngày hôm nay thì Trinh muốn lựa chọn là chủ động, sức khỏe chủ động là như thế nào, thế nào gọi là chủ động về sức khỏe. Cho nên nãy Trinh muốn chia sẻ về câu chuyện bản thân của mình đó, là khi mà mình biết được cái sản phẩm tốt, dinh dưỡng tốt thì mình dùng chữ thì Trinh dùng chữ đổi, là thì Trinh đổi từ cái vitamin này qua cái vitamin này, có nghĩa là thì Trinh đổi từ cái vitamin của công ty ABCD nào đó mà mình đang dùng, rồi mình đổi qua những cái dội dinh dưỡng của Nu Skin. Nhưng nhớ nha, chữ đổi. Ok, và không những là mình đổi qua cái những cái dinh dưỡng của Nu Skin thì mình trở thành dùng tốt có hiệu quả, nhưng mà qua quá trình dùng tốt lại có hiệu quả, lại có cái thu nhập. Thì bắt đầu mình mới tìm hiểu là tại sao mình đi mua dinh dưỡng, mình dùng bao nhiêu năm nay, lúc đó thời điểm 40 tuổi, mình dùng vitamin từ lúc chào là lọt lòng mẹ cho tới giờ, lúc nhỏ là mẹ mua cho mình dùng đúng không, tới 18 tuổi vẫn mẹ mua cho mình dùng, đi học đại học cũng là mẹ mua dinh dưỡng cho mình dùng, rồi tới khi mình ra đi làm có tiền mình mua dinh dưỡng cho mình dùng. Ok, thì tới 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 lúc mà bắt đầu mình mua dinh dưỡng này mình dùng, mình lại có tiền thì mình thấy nó hơi ngộ ngộ, mình nói ủa sao kỳ vậy, dùng dinh dưỡng mà lại có tiền, thì bắt đầu mình mới 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 đi sâu hơn vào đó và mình phát triển trở thành một nhà phân phối của Nu Skin, trở thành một đại lý phân phối của Nu Skin để giúp mọi người ý thức và bảo vệ sức khỏe. Dĩ nhiên trong quá trình giúp và bảo vệ sức khỏe thì mình lại có một cái thu nhập chủ động, cho nên
mình đã tham gia Nu Skin được hơn 5 năm. Nhớ, thì Trinh tham gia Nu Skin lần đầu tiên mình tham gia không phải là vì muốn kiếm tiền, và cũng không phải là muốn thay đổi một công việc gì hết. Lúc đó mình muốn thay đổi công việc lắm, nhưng mà thực sự cái duyên nó tới, là nó tới bằng cái một cái sự may mắn, một sự tình cờ cũng được. Là mình thấy dinh dưỡng tốt mình nghiên cứu, và khi mình thấy dinh dưỡng tốt nghiên cứu thì mình đổi qua dùng, và khi đổi qua dùng thì mình tìm hiểu sâu xa hơn, mình mới thấy bản chất của nó là dùng rồi có tiền. Trong khi bao nhiêu năm nay mình dùng không có tiền, thì từ đó trở về sau thì mình trở thành một trong những nhà lãnh đạo của đội nhóm Nu Việt. Nếu các anh chị nào chưa biết mình thì hôm nay chắc chắn là các anh chị sẽ biết. Còn nếu các anh chị nào tham gia đủ lâu thì biết mình là ai. Ok, thì từ đó mà mình có được cái hệ thống khắp Nam Châu. Ok, trong các một số các anh chị đang xem ở đây, mình có hệ thống ở châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, chỉ châu châu Phi là chưa có thôi. Có người dùng hàng chứ chưa có hệ thống phát triển mạnh ở châu Phi. Nhưng mà hầu như là mình có ở khắp Nam Châu. Còn hôm nay chủ đề của ngày hôm nay thì Trinh nói về vấn đề về sức khỏe. Mình không nói về tư duy hay là cách các anh chị phát triển như thế nào, nhưng mà mình sẽ nói về vấn đề sức khỏe. Ok, mình sẽ cho các anh chị hiểu về vấn đề thế nào gọi là chủ động về sức khỏe. Thì đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Cho mình uống miếng nước cả nhà. Cho nên đối với thị Trinh có những cái quan niệm, có thể khi mình nói ra thì nó sẽ mất lòng rất là nhiều người, nhưng mà mình nổi tiếng là người nói thẳng, nói thật. Ok, và nói những lời có thể nói là hơi bị khó nghe cho những người nào làm sai. Cho nên nếu các anh chị làm sai thì các anh chị sẽ cảm thấy nó khó nghe, còn nếu các anh chị nào làm đúng, ok, làm bằng cái tâm, thì các anh chị cảm thấy những lời của mình nó chân lý. Ok, đó là sự thật. Ok, cho nên buổi chia sẻ hôm nay thì Trinh đại diện cho một trong những core team của Nu Việt toàn cầu trong Mỹ, nhưng mà mình sẽ làm chương trình này thế cho chị Dung, và thỉnh thoảng mình vào chương trình của Nu Việt châu Âu để giúp các anh chị tìm hiểu thêm. Ok, ngoài việc về vấn đề sức khỏe, mình cũng chắc chắn là mình cũng hướng các anh chị đi một cái hướng đúng, có nghĩa là chủ động về sức khỏe, hướng về cách nhìn về sức khỏe như thế nào, và trong đó dĩ nhiên là bảo vệ sức khỏe là hàng đầu, nhưng mà trong đó nó cũng có một cái việc mình luôn luôn nhắn nhở mọi người là làm việc lấy tâm đi đầu, lương tâm trên lương tháng. Ok, bởi vì đối với bản thân mình, khi mình làm cái gì đó mà nó không đúng với lương tâm thì chắc chắn người đối diện sẽ nhận được. Ok, và chắc chắn hệ thống của các chị cũng sẽ không bao giờ bền nha. Bản thân mình chỉ nói một câu là công ty Nu Skin là một công ty uy tín, là một công ty hàng đầu của thế giới, một công ty có dòng dinh dưỡng độc, khoa nói là độc quyền có 102 trên toàn cầu. Cho nên chúng ta cần, nếu chúng ta đã quyết định tham gia với Nu Skin trở thành nhà phân phối, thì mình là một trong những thành viên của Nu Skin, thì việc đầu tiên là mình cần phải bảo vệ cái uy tín. Hay là các anh chị có thể nói là giống như các anh chị có cha mẹ một cái gia đình nho giáo, ok, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải bảo vệ cái gia phong của mình. Ok, cho nên chúng ta cần phải làm việc với một cái tâm, và làm việc với một cái sự đạo đức. Ok, chứ không phải chỉ mục đích đi ra để chia sẻ cho người ta, để mục đích là chỉ kêu người ta mua cái dinh dưỡng của mình. Ok, thậm chí người ta không biết lý do họ mua để làm gì. Ok, rồi thậm chí chúng ta lại ép họ mua nữa, rồi thậm chí người ta bị bệnh các anh chị cũng kêu họ mua nữa. Ok, hay là không hiểu họ bị cái gì các anh chị cũng kêu họ mua. Các anh chị nghĩ là dinh dưỡng của Nu Skin là hình như là nó là cải lão hoàn đồng, hình như là bệnh gì chủng chữa hết, thì Trinh sẽ nói câu sai. Ok, cho nên dinh dưỡng của Nu Skin nó không phải là chữa bệnh. Ok, và nó cũng không phải để giúp cho những người bị bệnh. Cho nếu các anh chị là những người bị bệnh mà tìm tới sản phẩm của Nu Skin, thì Trinh cho các anh chị một chữ, hai chữ, mở ngoặc và đóng ngoặc: thất vọng. Sản phẩm của Nu Skin để dành cho những người biết ý thức và bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm của Nu Skin để dành cho những người chủ động về sức khỏe. Thế nào gọi là chủ động? Chủ động có nghĩa là tự giác, tự ý. Ok, biết cái gì cần đưa vào miệng và cái gì không nên đưa vô miệng. Ok, nếu các anh chị là những người ăn uống, nhậu nhẹt, giờ này đang coi qua khóc, bia rượu, tôm hùm, ok, cua xào, cao lương mỹ vị, ngồi đó ực ực từng chai bia, vô cụng ly cá độ, thì mình nghĩ các anh chị không nên uống dinh dưỡng của Nu Skin. Đó là sự thật. Ok, thứ nhất đỡ tốn tiền, bởi vì có uống nó cũng chẳng có kết quả gì đâu. Ok, và dĩ nhiên một số nhà phân phối sẽ nói là không sao đâu, uống vô nó sẽ thảy những cái độc kia ra. Sai luôn. Những người đó mà tới với mình thì mình sẽ nói là khỏi cần phải mua dinh dưỡng uống.
bởi vì bạn có mua tốn tiền của bạn thôi, mặc dù bạn mua tôi được 5% nhưng mà bạn mua bạn dùng nó không có kết quả. Ok, và vì khi không kết quả thì bạn không đổ thừa bạn mà bạn sẽ đổ thừa công ty và bạn đổ thừa tôi. Cho nên mình muốn anh chị là mình muốn anh chị, cả một số anh chị ở đang xem chương trình này có thể nói là không phải trong hệ thống của Thùy Trinh. Ok, và một số người có thể là trong hệ thống của mình. Dù có trong hệ thống hay không hệ thống, mình muốn anh chị phải hiểu một điều là làm gì làm phải giữ uy tín cho công ty. Ok. Công ty là một cái sứ mệnh mang lại một cái gì tốt đẹp cho xã hội, cho loài người và tính nhân văn của công ty. Cho nên chúng ta vào đây chúng ta làm thì chúng ta phải làm đúng đạo đức, đừng làm trái nguyên tắc. Ok, cho nên những cái đó là những cái nguyên tắc đầu tiên mình muốn nói với anh chị. Vấn đề bảo vệ sức khỏe cũng vậy, nó là chủ động. Chủ động là như thế nào? Mình đã nói ngay đầu giờ. Chủ động ở đây có nghĩa là con người đó họ biết ý thức về vấn đề sức khỏe. Giống như thì Trinh nãy chia sẻ với anh chị là từ lúc mẹ mình sanh mình ra, khi mà biết là có cái thai của mình là mẹ mình đã biết bảo vệ sức khỏe. Ok, có thể là do mẹ mình là y tá, do có thể là đó một phần cũng chừng. Ok, nhưng mà biết vấn đề là bảo vệ sức khỏe là quan trọng. Và khi mình lọt lòng mẹ, ok, là mình vẫn được bảo vệ sức khỏe. Và nhớ thì Trinh có sức khỏe rất là yếu. Nếu anh chị nào theo dõi mình biết mình bị rất nhiều tai biến trong cuộc đời của mình. Tai nạn nói chung đủ thứ xảy ra trong cuộc đời của mình. Vào thời 75 khi mà thay đổi chế độ là thiếu về thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà không biết mẹ mình chạy đôn chạy đáo đâu, vẫn tìm được dinh dưỡng cho mình uống. Có thể nói là vĩ đại nhất là chỗ đó, có thể là liên lạc được sao bạn bè hay là nước ngoài sau đó, nhưng mà vẫn luôn luôn có dinh dưỡng cho mình uống. Và mình là người hay bị chóng mặt rất là nhiều, thì mình bản thân là nước huyết áp thấp, cho nên mẹ mình bắt mình ngậm sâm. Mình ghét nhất là ngậm sâm, nhưng mà ngậm sâm nó làm tăng huyết áp. Ok, cho nên từ nhỏ là mình đã được như vậy. Ok, đã được ý thức của bảo vệ sức khỏe. Cho nên mãi cho tới mình 16 tuổi mình qua tới Mỹ. Qua tới đây thì là dinh dưỡng thoải mái, là mẹ mình đi chợ là mua chất sắt nè. Mình còn nhớ mình uống B-complex, tức là B-complex tức là tất cả những loại vitamin B ấy. Ok, là uống liên tục. Ok, dinh dưỡng gì có là mình uống liên tục. Mãi tới khi mà thì Trinh tốt nghiệp 4 năm đầu tiên, mình hiểu, mình có nghiệp ngành khoa học. Rồi sau đó mình đi học lên, mình tốt nghiệp tiếp tục nữa. Nhưng mà khi mình bắt đầu học vào cái ngành của mình càng sâu thì mình càng hiểu nữa. Thì lúc đó mình bắt đầu mình sẽ lựa chọn. Tại vì nào giờ mua vitamin thì cứ việc đi mua thôi, ra chợ mà mua. Chứ thực sự cũng chưa có hiểu là miễn bán B12, B-complex hay gì tốt, chất sắt thì mình mua thôi. Nhưng mình vẫn chưa có cái, trong chợ nó có nhiều nhãn hiệu thì cứ thấy cái nhãn hiệu nào đó thì cứ mua, miễn là nó là dinh dưỡng mà uống. Cho nên càng đi sâu vào nữa thì mình mới hiểu là dinh dưỡng có nhiều loại, nó có nhiều cái chất lượng khác nhau. Ok, và tùy theo cái công ty nào sản xuất nữa. Là khi mà mình có kiến thức, và khi mà mình có kiến thức rồi thì bắt đầu thì Trinh chỉ dọn lựa những cái dòng dinh dưỡng gọi là chủ động các chị nha. Chủ động là không đợi tới ai nhắc, không đợi tới nài nỉ. Ok, chủ động là tự động. Ok, là tự động. Ok, và không đợi bệnh, lúc đó mình vẫn là người khỏe mạnh. Và mình đó là mình khi mình hiểu được thì Trinh làm cho công ty, lúc đó thời điểm mình làm là cho công ty đầu tiên. Là công ty Be, hay là các anh chị gọi là Bayer đó, là một công ty của Đức, mà là công ty mà sản xuất viên thuốc aspirin nổi tiếng tới bây giờ gần cả trăm năm đó. Thì là công ty Bayer. Thì ngoài cái bộ phận mà nghiên cứu để đem những cái thuốc đặc trị ra thì công ty Be nó còn có mấy bộ phận nữa. Bộ phận là thuốc cho súc vật. Ok, rồi thuốc cho rau củ quả, cho những người trồng vườn. Rồi trong đó có một cái phần gọi là dinh dưỡng cho những người khỏe mạnh. Nó là bộ phận về thức khỏe, là thực phẩm bổ sung đó. Chúng ta gọi là thực phẩm bổ sung. Ok, thì trong đó có những bộ loại vitamin. Thì lúc đó đầu mình cái nào có là mình dùng. Bắt đầu mình không có dùng ngoài chợ bậy bạ nữa, mà mình dùng những cái đó. Rồi sau đó mình qua một cái công ty kế tiếp làm. Thì cũng là của Đức luôn. Mình có duyên với công ty của Đức gọi là Born và Ingle 2. Thì khi qua đó thì mình thấy trong đây có những dòng dinh dưỡng rất là tốt mà ở công ty Bayer không có. Bắt đầu mình dùng những dòng dinh dưỡng bên đó nữa, vitamin á, chứ đang nói chữ là dinh dưỡng. Rồi sau đó mình trở về mình đi học tiếp. Và khi mình ra trường thì lần nữa thì mình làm cho công ty Pfizer. Okay. Thì công ty Pfizer là công ty của Mỹ. Pfizer thì trở thành công ty đứng hàng đầu của thế giới, nên là đứng đầu của thế giới tới ngày hôm nay luôn. Thì khi mình vào đó thì mình biết được những cái loại mà các anh chị đang uống, chẳng hạn như là Centrum, Women Wanna Day,
Thì Trinh đang nói về thị trường của Mỹ, còn châu có thể chịu châu Âu thì mình không có rành lắm. Nhưng mà tất cả những loại đó thì mình lật ra mình thấy của Pfizer, hay là các chị dùng thuốc súc miệng cũng của Pfizer, tức là công ty của mình. Thì lúc đó mình đổi qua mình dùng hết tất cả cái gì của Pfizer, hay là nếu không Pfizer không có thì mình luôn luôn mình tìm những cái loại vitamin mà do những công ty dược phẩm chế tạo, chứ mình không dùng những cái loại vitamin do công ty ABCD không có đẳng cấp mà sử dụng. Bởi vì những cái công ty dược phẩm là những cái công ty qua một cái quy trình, họ biết là thuốc đặc trị là sản xuất như thế nào và dinh dưỡng là cái bộ phận quan trọng như thế nào, cho nên họ đem những cái dinh dưỡng là họ biết phải 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 tinh khiết như thế nào vào đó. Cho nên mình chỉ lật cái khi mà đi chợ thì Trinh mua dinh dưỡng, và thì Trinh cũng khuyên với các anh chị khi mà dùng dinh dưỡng thì mình chỉ lật cái hiểu mà biết nó sẽ có nhiều loại chất sắt khác nhau, nhiều loại dầu cá khác nhau, nhiều loại vitamin của hãng khác nhau. Nhưng mà khi mình lật tới đó mà mình thấy là nó nằm ở 10 cái công ty dược phẩm hàng đầu của thế giới thì mình dùng. Còn nếu không phải thì đừng bao giờ mua. Ok, vậy thì nó sẽ không có được cái giá trị tối ưu giống như vậy. Ok. Và đó là mình dùng cho tới lúc mình 40 tuổi. Và khi mà mình biết được cái dinh dưỡng của Nutrien. Ok, thú thật thì trên lúc đó cũng rất là coi thường. Ok, bởi vì mình làm cho công ty dược phẩm là công ty Pfizer hàng đầu của thế giới. Cho nên chỉ có vitamin của Nuskin của Pfizer là mình cho là tốt nhất, hoặc là của những công ty dược thôi. Còn Nuskin là ai mà bạn có thể nói là sản phẩm của bạn tốt nhất. Nhưng mà được một cái hên có thể nói trong cuộc đời của mình, một cái điều là mình không có cái tôi. Hình như là nếu có thì nó cũng rất là ít. Hầu như mình thích tìm hiểu nhiều hơn. Còn nếu cái tôi của mình cao thì chắc chắn hơn không ngồi đây. Ok, hầu như cái tôi của mình nó ở trong cái thùng rác nhiều hơn. Cho nên lúc đó rồi mình tò mò, mình thấy để chữ nano thì mình hiểu được những cái công ty mà bình thường mà sản xuất vitamin họ làm gì biết cái chữ nano siêu phân tử là cái gì. Ok, hay là những cái liên quan tới khoa học thì mình nghĩ là họ không không biết gì nhiều đâu. Nhưng mà khi mà mình hiểu được thì mình mới tìm hiểu xuất xứ của Nu Skin từ đâu ra. À, cha đẻ của Nu Skin là ai? Vân 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 vân, thì mình mới hiểu được Dr. Joe Chan. Thì nếu đó thì Dr. Joe Chan có thể là tiền bối của mình, tức là công là hiện giờ công ty mà Dr. Joe Chan từng làm á thì đã được thu mua bởi công ty Pfizer. Dr. Joe Chan từng làm cho công ty Wyeth, cũng là một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu của thế giới bên ngành dược phẩm. Nhưng mà công ty đó ngày xưa mình cũng đi phỏng vấn ở đó, nhưng mà mình chọn Pfizer chứ mình không chọn công ty Wyeth. Thì mình mới biết được Dr. Joe Chan xuất thân từ từ ở chỗ đó mà đi ra, và ông ta đã mở một công ty dinh dưỡng riêng gọi là Pharmanex. Rồi sau đó thì Nu Skin mới mới mời ông ta, mời Dr. Joe Chan trở về với lại Nu Skin, trên mới nhập chung lại trở thành chủ Nu Skin. Trên khi mình hiểu vấn đề đó thì mình rất là tôn trọng, và mình hiểu là một người xuất thân giống như mình, có thể như thì chính không thể nào so sánh mình với Dr. Joe Chan được, nhưng mà có nghĩa là cùng một cái nghề, cùng một cái sự đào tạo. Ok, và được dĩ nhiên mình đã nói rồi, Dr. Joe Chan là tiền bối, là những người đi trước, là bậc thầy. Ok, cho nên mình hiểu được ông ta là xuất thân cũng trong cái ngành của những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới, để mà ra thành lập một cái công ty về dinh dưỡng thì chắc chắn là ông ta hiểu được nguyên tắc và cái quy trình để làm sao cho một cái dinh dưỡng đó có chất lượng. Ok, và thế là lúc đó mình bắt đầu đổi, cho nên Trinh dùng chữ đổi, cho nên cái mình chia sẻ câu chuyện cho các anh chị là như vậy, cho mình đổi. Cho nên khi một người chủ động về sức khỏe thì không phải đợi tới người khác nài nỉ là dùng cái này đi dùng cái kia đây, không có đâu. Mình biết là dinh dưỡng là tốt thì bắt đầu tìm hiểu, thì bắt đầu mình đổi về những cái gì mình đang dùng thành qua cái sản phẩm của Nu Skin để mình dùng. Cho nên chủ động sức khỏe là sao, là tự động ý thức và bảo vệ sức khỏe. Và chủ động và ý thức bảo vệ sức khỏe đó là nó từ lúc lọt lòng mẹ. Ok, cho nên thì Trinh đang nói ví dụ mình là một đứa trẻ và mình lớn lên cho nó có thể là nó ảnh hưởng của gia đình cũng chừng. Cho nên mình lớn lên được mẹ mình nuôi một cách rất là kỹ. Ok, cho mình ăn những điều đồ tốt nhất. Ok, rồi cho mình dùng dinh dưỡng cho nó được ý thức, cho nên nó đánh vào cái tiềm thức và ý thức của mình, cơ nên mình lớn dần trong cái nôi của một gia đình gọi là chủ động về sức khỏe. Cho nên chủ động có nghĩa là thì Trinh sẽ nói không với mỡ, sẽ nói không với da heo, sẽ nói không với da gà, tức là mình sẽ nói không với những điều mà mình nghĩ nó không tốt cho sức khỏe.
Cho nên khi mà bất cứ một cái món ăn gì mà đưa vào trong miệng thì đôi lúc mình sẽ có thể là mình sẽ đắn đo lưỡng lự suy nghĩ là nó đem lại tốt hay là không. Dĩ nhiên sống trên đời chúng ta là con người, chúng ta vẫn có những cái gọi là ham muốn vân vân. Dĩ nhiên có những lúc thèm thịt hay không, hay là thèm bò tái chanh, bò nhúng giấm, cá nướng, chấm mắm nêm hay không, chắc chắn là đều có. Đó là đó, nếu không thì sống cuộc đời này sẽ rất là chán. Nhưng mà cái mình muốn nói với anh chị, nó gọi là mình ăn trong gọi là chế độ, mình ăn xong cái sự chuẩn mực, mình biết khi nào mình cần phải ngưng, mình không có lạm dụng nó. Anh chị hỏi mình có uống bia uống rượu hay không, chắc chắn có, nhưng mà nó gọi là uống social, có nghĩa là uống để xã giao, một ly hai ly với bạn bè, chứ không phải là uống để tra tấn cái gan, cái thận, cái phổi của mình. Đó là những điều mà mình muốn cho cái gì, đó là cái ý thức đó, và nó được nằm trong cái nôi của gia đình của thầy Trinh, và nó tiếp tục cứ như vậy cho tới mãi cho nên thầy Trinh dùng chữ đổi. Cho nên mình biết chắc chắn một số anh chị nghe chương trình của mình thì một số các bạn cũng sẽ y chang giống như vậy, có nghĩa là ý thức và bảo vệ sức khỏe từ nhỏ. Nhưng bây giờ thì Trinh sẽ hỏi ngược lại những người phụ nữ mà các anh chị mang thai. Tại sao trong lúc các anh chị mang thai thì các anh chị lại rất là kỹ? Kỹ là không biết là cái món này vô nó có hư cái thai hay không, cái món này vô có hại cho sức khỏe hay không, đúng không? Các anh chị rất kỹ, điều gì có chị cũng kỹ hết, làm những cái gì nó phải tốt để bảo vệ cái thai đó. Đó là điều tuyệt vời. Nhưng câu hỏi kế tiếp thì Vinh hỏi các anh chị là sau khi sanh xong thì hầu như cái vấn đề ý thức và chủ động của sức khỏe của các anh chị bị mất tiêu. Thì Vinh dùng chữ chị phụ nữ nhiều hơn, bởi vì thì nam thì nói anh chị, nam thì bỏ ra đi. Ok, nam mà hôm nay cái chị nào người nam mà nghe thì có thể đụng chạm. Nam 10 người là hết 9 người là bị động về sức khỏe. Thực sự là như vậy. Nam sẽ hút thuốc, uống rượu để cho người ta thấy mình là đàn ông. Ok, sẽ nhậu nhẹt. Nam mà không biết nhậu nhẹt thì không gọi là nam, đúng không? Nam mà không hút thuốc là không phải là nam. Nói chung là như vậy. Cho nên mình có thể nói là nếu các chị nghe mà cái chị nam thì có thể đụng chạm. Cho nên người nam sẽ chính, chị có thể dùng từ luôn, một 10 người có một người là 10% là hơi cao, thì Vinh nghĩ 100 người có một, có nghĩa là 1% thôi là nam biết biết chủ động sức khỏe, còn 99% là như ở lại hết rồi. Đó là sự thật. Kệ mà tới tới ngày hôm nay mình nghĩ cũng vẫn còn đúng. Cho nên mình có thể là không không đưa cái thông điệp này cho người nam đâu, mà mình đưa cái thông điệp này cho người phụ nữ nhiều hơn. Cho nên trong lúc mà các anh chị mang bầu, các anh chị biết dưỡng thai là cái đó là gọi là chủ động đó, đúng không? Các anh chị biết chủ động sức khỏe. Dĩ nhiên cái số bà mẹ mà bị động sức khỏe, mang bầu kệ nó, còn muốn đem con mình đi phá thai hay là làm cho hư thai thì cái chuyện đó là bà mẹ ác độc, mình không nói rồi, đúng không? Nhưng mà phần đâu những người mẹ đều là thương con, đúng không? Thương cái bào thai đó và chủ động cái gì tốt nhất là đưa vô miệng để cho cái thai được khỏe. Nhưng cái thế tiếp thì trên xã hội cái những câu chuyện nè, sau khi sinh xong thì cái ý thức chủ động đó đi đâu mất tiêu rồi, nó không thể nào một đêm nó lật ngược lại. Khi đẻ xong cái thai đó rồi thì các anh chị trở về con đường là ăn uống vô tội vạ, hầu như tất cả những người phụ nữ đều như vậy hết, tức là ăn uống vô tội vạ. Nuôi con bắt đầu dĩ nhiên các anh chị đi mua sữa, mua này nọ cho con uống, đó là điều tốt, mua dinh dưỡng cho con dùng. Nhưng được vài năm con bắt đầu biết đi thì hầu như là mất tiêu cái phần ý thức và bảo vệ sức khỏe, mất tiêu, mất đi cái phần dinh dưỡng trong 5 năm đầu á, thì Trinh nghĩ là hầu như có. Tức là mẹ sẽ mua sữa tốt cho con uống, đúng không? Mua những chăm chỉ tốt cho những người con của mình ăn uống, mua những loại vitamin gì đó không cần biết, là chủ động sức khỏe cho con mình. Nhưng bắt đầu con mình nó lớn dần thì hầu như tất cả những cái này nó biến mất rồi trong đứa trẻ. Và giờ trở thành mình là người lớn, thì Trinh đang nói anh một cái quy trình đó, và những đứa trẻ này trở thành người lớn, tức là các anh chị, là các bạn đang ngồi nghe cái đường live này của mình, thì hầu như tất cả những cái ý thức và chủ động sức khỏe nó biến đi đâu mất hết rồi. Ok, có nghĩa là vẫn ăn uống vô độ. Ok, mình nói biến mất rồi. Bắt đầu khi đụng cái tôi có thai, ok, thì bắt đầu đứa con đó trở thành người mẹ đó, có thai thì bắt đầu chủ động được vài năm, một 9 tháng 10 ngày đó, hay là xong rồi chủ động thêm được 5 tháng 5 năm nữa cho đứa con. Nhưng mà cái quá trình đó người mẹ hoàn toàn không còn chủ động sức khỏe nữa. Trên thế nào gọi là chủ động sức khỏe? Chủ động sức khỏe là liên tục,
Nếu các anh chị còn sống trên cuộc đời này là mình phải chủ động về sức khỏe. Ok, nhưng mà mình chỉ chủ động được cái giai đoạn 9 tháng 10 ngày, rồi sau đó được vài năm thôi à, là mất hết. Rồi dĩ nhiên cái giáo dục đó nó đưa tới đứa trẻ nó lớn lên, thì đứa trẻ này sau 5 năm đó rồi thì những phần còn lại thì nó tiếp tục ăn uống vô độ giống ba mẹ thôi, đúng không? Rồi nếu là con trai thì chắc chắn tiếp tục hút thuốc uống rượu, còn nếu là phụ nữ thì cũng như vậy. Rồi lớn lên có bầu mang thai thì bắt đầu ý thức được vài năm nữa nó cứ đi tiếp. Chứ cái đó thì chính không gọi là chủ động sức khỏe. Nhưng mà cái đó cái mình nói với anh chị là các anh chị làm có mục đích. Mục đích là muốn cho cái thai nó tốt thôi, nhưng mà xong rồi các anh chị bỏ. Ok, còn bản thân các anh chị cũng bỏ mặc cái sức khỏe của mình luôn. Cho nên không thể nào gọi là chủ động hết. Rồi các anh chị ăn uống vô độ. Ok. À, ăn để rồi rất là nhiều người vẫn có câu là sống trên đời này có một đời ăn cho thoải mái đi mẹ ơi. Ok. Ha, là một điều. Cho nên ăn cứ thoải mái, đồ ăn ngon cái gì ăn cho đã. Ok. Ăn cho nó sướng cái miệng gọi là gì đó. Ăn để sống hay là sống để ăn? Ok, phần đông các chị. Và cứ tiếp tục đưa những cái thứ dùng cái từ thì nó cao lương mỹ vị, khiến biết nó tốt cái kiểu gì mình không biết, nhưng mà mình thấy trên Facebook hàng ngày anh chị đưa lên những món ăn thịt ba rọi, chấm mắm nêm, ốc, tôm hùm, cánh gà chiên nước mắm, xào lăn, không biết. Rồi tới chương trình mình thấy shot bóng đá đưa lên món này món kia để nhậu. Ok, và thấy tội nghiệp cho cái gan, cái phèo, cái phổi, cái bao tử. Ok, mình thấy tội vậy dễ sợ luôn. Ok, nó là những phải nói là những cái cơ quan này nó vô tội. Ok, nó vô tội. Mình là người tội ác nhất ở trên đời thì mình hành hạ nó bằng những cái món này đưa vô đó. Nó khóc. Ok, mà các chị không nghe nhưng mình nghe đó. Ok. Các chị không nghe nhưng mình nghe nó khóc hàng ngày. Ok. Và mình nhìn mình chỉ lắc đầu mình cười. Ok. À, thì chính không hơn gì các anh chị. Nhưng mà mình hơn một điều là mình chủ động sức khỏe và mình ý thức nó từ lúc nhỏ, và mình có chừng mực. Đó, mà Dinh dùng cái từ là mình sống mình rất chừng mực. Có nghĩa là yes, có những lúc mình thích những cái món ăn đấy, còn mình có ăn không? Có. Nhưng mà ăn một miếng vậy thôi, nhưng mình ngơi, mình không ăn nhiều. À, mà mãi tới một cái giai đoạn khi mình thấy được quá nhiều những cái ung thư và những bệnh tật ở xung quanh mình, đặc biệt là những năm gần đây. Ok. Thì mình chuyển hướng, bắt đầu mình không còn ăn động vật nữa, mình trở thành những người mình ăn thực vật, mình ăn tất cả những loại hạt khác nhau, những gì đó mình giảm hết tất cả những đồ chế biến ở trong nhà, là không có mỡ nước mắm, không có bột ngọt, không có bột nêm, không có đường, muối thì gọi là muối ít mặn. Ok, dầu ăn thì chỉ có một loại dầu ăn là dầu olive hoặc là dầu bơ. Ok, gạo thì hầu như là cũng không có gạo trắng, mình có gạo ngũ cốc. Ok, nói chung là mình thay đổi hết. Mì gói thì miễn bàn ở trong lịch sử. Ok, không có luôn. Dĩ nhiên những năm mà còn sinh viên ăn mì gói hay không có. Ok, cái gì cách rất là cách này nhất, nhưng mà quá nhiều thông tin cho mình thấy và mình trở nên hoàn thiện hơn và tốt hơn. Cho nên thì Trinh không phải là sanh ra mà hiểu hết tất cả những này, nhưng mà mình đọc mình hiểu càng nhiều về sức khỏe thì cái ý thức của mình nó càng ngày càng cao hơn, càng cao hơn và càng cao hơn, và mình thay đổi. Ok, cho nên một lần nữa với cái tư cách của người khoa học gia ở đây thì Trinh đang chia sẻ với anh chị, mình không có dạy đời hay lên lớp ai cả. Có thể kiến thức của Trinh hơn các anh chị rất là nhiều, cho nên mình chỉ sử dụng cái kiến thức của mình và những gì mình thấy mình muốn chia sẻ với các anh chị để các anh chị hiểu, và các anh chị phải biết được tầm quan trọng của chủ động sức khỏe là như thế nào. Ok. À, còn nếu các anh chị không chủ động được vấn đề sức khỏe và những cái điều mà mình thấy sai mà các anh chị đang làm, nếu các anh chị là những nhà phân phối, ok, thì các anh chị cần phải làm đúng. Một số người ăn uống vô độ thì chính không bao giờ họ nói họ tìm tới mình để muốn mua sức khỏe uống. Mình nói thôi đừng mua tốn tiền. Đối với mình là sự thật. Thứ nhất, nếu các chị là người ăn uống vô độ thì những loại vitamin này vô trong người nó chẳng có giúp, mà phí tiền. Để dành tiền để dành chữa bệnh sướng hơn. Ok, các anh chị nào nghe kỹ nha. Nếu các anh chị là những người nhậu nhẹt, ăn uống vô độ, ok, không biết kiêng cữ, vẫn tiếp tục ăn mì gói, ok, vẫn tiếp tục ăn xúc xích, lạp xưởng, uống sữa ở ngoài chế biến, ok, ăn tinh bột, thịt ba rọi, ok,
da heo, da cá, da bò, không cần biết, bì, nói chung là những cái đồ chế biến đó. Rồi các anh chị nhậu nhẹt, các anh chị đưa mấy con tôm hùm lên, hay là những cái con crawfish, hay là cá chiên xù, ok, hay là tiết canh, vô số tử thứ đó. Rồi các anh chị đi tìm dinh dưỡng uống để nó là bảo vệ sức khỏe thì Trinh thấy hơi mâu thuẫn, ok. Và nếu các anh chị tìm tới mình thì mình sẽ không bao giờ bán, mình cũng không hay nhà bữa sẻ, mình nói đây luôn cho có thể đụng chạm một số nhà phân phối, mình nói thẳng luôn điều đó. Và một số các anh chị chia sẻ với người ta nói là không sao đâu, có cái này vô nó sẽ giúp, ok, có ASOS của Dr. Joe Chen là chữa hết những cái các anh chị đang có, ok. Thì cái đó sai, và cái đó hình thức là mình chỉ làm cho người khác, làm cho những cái người đó, tức là các anh chị chỉ mục đích là chỉ muốn bán cái sản phẩm của Nu Skin thôi, okay. Mà vô hình dung các anh chị làm cho cái người đó càng ngày càng không chủ động sức khỏe nữa, bởi vì họ nghĩ là họ có bùa hộ mệnh, họ nghĩ là họ có R2, họ có Omega, họ có Life Pack, họ có Yud, họ có Life Pack Nano, họ có nấm linh chi, họ có trà xanh, là những cái bùa hộ mạng cho họ, và để cho họ tiếp tục ngoài kia ăn bậy, ăn và ăn đã bậy bạ vô, bởi vì họ nghĩ là không sao đâu, cứ ăn đi, đúng không? Ở trong Nu Skin có những cái sản phẩm này có thể giúp được hết, không sao đâu, cứ ăn đi, cái trong Nu Skin này có sản phẩm TR90 có thể giúp cho mình giảm béo, mơ đi, mỡ vẫn nằm ở đó, ok. Thì điều đó là chúng ta làm sai hai việc, có thể nói là ba việc mà chúng ta làm sai. Việc thứ nhất là chúng ta vô hình dung đã làm cho những người đó càng ngày càng hại sức khỏe hơn, bởi vì họ nghĩ là họ chủ động sức khỏe hay là họ có được cái bùa hộ mệnh là sản phẩm tốt của Nu Skin, cho nên họ có thể ăn vô tội vạ, ok. Nhưng mà sản phẩm vô chẳng có giúp, bởi vì cơ thể này nó quá dơ, ok, thì nó đi vào trong đó nó chẳng có giúp được cái gì hết á. Còn chỗ nào sạch để những dinh dưỡng này nó vô nữa, nó vô trong người mà nó không có vô đâu hết á. Cho nên thứ nhất người ta tốn tiền và nó không ra kết quả, khi không ra kết quả thì người ta không đổ thừa người ta, mà người ta đổ thừa anh chị, ok, là bạn nói quá sự thật về sản phẩm, sự thật sản phẩm rất tốt, ok. Cho nên đó là một điều sai. Hai thì người ta đổ thừa công ty Nu Skin là không có tốt, bởi người ta đâu có đổ thừa họ ta hay là tôi ăn bậy đâu, đúng không? Thì các anh chị lại làm mất cái uy tín của công ty, ok. Một là các anh chị lại làm mất uy tín của chính mình, ok, bởi vì người ta đổ thừa mình. Hai, người ta đổ thừa sản phẩm và đổ thừa công ty. Ba là mình vô tình mình lại cho những người khoa học mà nghiên cứu những cái sản phẩm, trong đó mình có lỗi với Dr. Joe Chen. Các anh chị nào cần phải coi cái quyển sách của Dr. Joe Chen nói về The Aging Myth, ông ta có nói một câu: những sản phẩm ASOS của ông ta phát minh ra nhằm để giúp cho con người chủ động và ý thức bảo vệ sức khỏe, nó không phải là cải lão hoàn đồng. Nếu các bạn vẫn còn ăn uống vô độ, mình sẽ lật hôm nay mình muốn chuẩn bị có một cái trang có đoạn ông ta nói, nếu các bạn vẫn tiếp tục những cái thói quen ăn uống vô độ ngoài kia thì đòi sản phẩm của tôi có hiệu quả thì khỏi uống mất công, bởi vì nó có hiệu quả đâu, ok. Cho nên mình là một thành viên, ok, một nhà phân phối, một đại lý, mình đứng ở cái vị trí để cho các anh chị hiểu vấn đề đó. Cho nên thế nào là chủ động, ok, để giúp cho những dòng dinh dưỡng này có giá trị ở trong cơ thể của một con người, thì cái người đó thứ nhất là phải ý thức và chủ động sức khỏe. Cái bạn nào mà tới tìm các anh chị để tìm một giải pháp, gọi là tìm một cái cách nào đó tôi vẫn có thể ăn bậy bạ để dùng dinh dưỡng, thì mình nghĩ các anh chị nên ngưng đi, ok. Bởi vì mục đích của Nu Skin là mang lại cái sứ mệnh là giúp con người cải thiện, ok, về mặt tài chính, về mặt sức khỏe, về tính nhân văn. Mà nếu mình không làm được điều đó thì mình nghĩ các anh chị không xứng đáng là nhà phân phối của Nu Skin, ok. Cho nên chủ động sức khỏe là như vậy, là chúng ta cần phải ý thức và chủ động, bản thân chính mình cũng phải là người ý thức và chủ động. Các anh chị là nhà phân phối của Nu Skin là việc đầu tiên, mình phải làm gương, mình phải trẻ, mình phải đẹp, ok, mình phải trẻ hơn ngày xưa. Còn nếu các anh chị làm cho nhà phân phối của Nu Skin mà 5 năm sau các anh chị già hơn lúc trước thì làm sao các anh chị minh chứng được sản phẩm? Các anh chị mập hơn lúc trước, các anh chị vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu, đúng không, vẫn ăn đồ không tốt, thì các anh chị làm sao
ý thức và bảo vệ sức khỏe để người khác làm gương được. Ok, cho nên bản thân mỗi một người chúng ta là chủ động là như vậy. Khi mình chủ động điều đó thì bắt đầu mình mới hướng dẫn cho người khác được, và tránh những cái điều thì nó luôn cả những người ngoài kia chúng ta dùng sản phẩm như vậy. Các anh chị mua sản phẩm này về dùng, nó có giá trị với điều kiện các anh chị phải ý thức và chủ động. Còn nếu các anh chị vẫn tiếp tục cái đà ăn uống vô tội vạ đó mà các anh chị đòi sản phẩm này giúp thì nó không giúp mà nó chỉ tốn tiền. Các anh chị nhớ nè, giống như là một cái con đường bị tai nạn. Ok, tức là tất cả những thứ trong cơ thể mình như vậy đó, các anh chị cần phải dọn sạch cái tai nạn này thì giao thông nó mới đi tiếp được. Còn nếu các anh chị không dọn sạch đó thì giao thông có tới cũng chẳng có giúp được điều gì. Thì y chang cái cơ thể mình phải sạch sẽ thì những dòng dinh dưỡng tốt này nó đi vào trong đó nó mới có giá trị. Ok, thì các anh chị mới thấy được kết quả. Đó là lý do tại sao các anh chị xem hình ảnh của mình sau 5 năm tại sao phải khỏe hơn, là bởi vì càng ngày mình càng ý thức hơn nhiều. Ok, ý thức hơn nhiều vấn đề chủ động bảo vệ sức khỏe, và mình bắt đầu biết ý thức hơn nữa là cái gì cần đưa vào miệng và cái gì không đưa vào miệng. Đường là miễn bàn trong lịch sử của mình, từ lúc mà mình bắt đầu ý thức mình giảm dần 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 là không có đường luôn, mình không ăn chè. Ok, thỉnh thoảng yes một chén chè không sao, nhưng mà nó không trở thành hàng ngày của mình. Mình uống cà phê là chỉ cà phê đen không đường. Ok, mình ăn trái bơ là mình ăn không chứ không phải là dầm với lại sinh tố với lại sữa ông thọ. Ok, sữa ông thọ là không có trong lịch sử luôn. Tức là những cái điều đó là những cái tôi muốn anh chị, nếu anh chị nợ là cái hướng là chủ động sức khỏe. Cho nên đơn giản mình phải hiểu vấn đề thế nào gọi là chủ động sức khỏe. Cho nên tôi muốn tất cả chúng ta một lần nữa hãy nhìn lại vấn đề, cho nên phải hiểu kỹ vấn đề mở ngoặc đóng ngoặc chủ động là như thế nào. Tự mình làm những hành động của mình làm, chủ động mình làm chủ về vấn đề cái gì đưa vào trong cơ thể của mình. Ok, cho nên nếu các anh chị chủ động được điều đó thì các anh chị sẽ biết dinh dưỡng nó quan trọng cỡ nào. Ok, thì các anh chị sẽ biết là các anh chị cần phải mua dinh dưỡng gì để các anh chị dùng. Rồi tới dinh dưỡng thì chắc chắn mình đứng ở vị trí mình chia sẻ các anh chị không phải là nói tốt, mà mình thực sự ở khía cạnh là mình làm việc rất là khoa học. Mình chỉ cho thấy là nó khoa học, tại sao nó tốt để mình có thể ý thức và bảo vệ và mình mua nó dùng. Ok, còn khi mua thì chúng ta phải mua trực tiếp từ công ty. Ok, chứ không thể nào mua ở trên mạng đi qua một hai ba người gì đó, bởi vì các anh chị sẽ, ta gọi là gì, tiền mất tật mang. Bởi có một câu mà mình nghĩ nó kinh điển tới ngày hôm nay, tiền nào của nấy là một, hình như tới ba bốn câu là tiền nào của nấy, hình như là người Việt Nam ta nói. Người Tây thì có một câu là người mua lầm chứ người bán không lầm. Còn một câu nữa là cũng hình như là của phương Tây luôn, chạy âm ngôn của phương Tây là mua rẻ chính là mua mắc. Ok, cho nên diễn ra đó, mình sẽ đi tiếp vấn đề về ý thức và chủ động sức khỏe nữa. Thì Vinh hỏi các chị là sức khỏe các chị đáng giá bao nhiêu? Mình thường thường mình hầu như là các chị đều nghe mình những câu này. Chủ động sức khỏe là các chị chủ động đi gặp bác sĩ hay là bị động? Phần đông chúng ta sống ở phòng thủ và kháng cự, có nghĩa là khi có vấn đề tới thì chúng ta né. Ok, có nghĩa là khi bắt đầu biết được ung thư, đúng không, thì bắt đầu chúng ta mới tìm những phương thức, bắt đầu liên lạc với thầy Trinh. Ok, và khi mà mình chỉ cho các anh chị những phương pháp của những người ung thư á, thì các anh chị nói là những cái gì mà chỉ cho mình làm sao mình làm nổi, không cho ăn cá không thịt làm sao sống. Thầy Trinh không ăn cá ăn thịt hơn một năm, sao mình vẫn sống được như thường nhỉ, thậm chí còn khỏe re luôn. Ok, trên đó mình xin hả, mình có một số hình như là liên lạc hỏi, đúng không, mình nói là ok muốn mình hướng dẫn mình sẽ hướng dẫn cho. Đấy, trong đó là không đường không mặn, không đường không mặn không ngọt như trong đó, đúng không, không thịt đỏ, không bia, không rượu, không mì gói, không tinh bột, nhiều cái không lắm, mà là các bạn đang ở giai đoạn ung thư giai đoạn thứ tư nha. Thì Trinh đang nói chủ nhiều khỏe mạnh, các chị đang khỏe mạnh giống như thầy Trinh thì các chị chủ động, các chị còn khó làm nữa, đúng không, là coi như khó làm. Mà ung thư giai đoạn thứ ba thứ tư là đã sát cái ranh giới của tử thần rồi đó, thì cái thì thầy Trinh nghĩ tới đó gọi là lúc đó là đốt tới đít, lửa đốt tới đít rồi đó. Là lúc đó phải sợ, đúng không, mà vẫn còn nói là mình bị ung thư
Tham gia thì Trinh có cách gì giúp không? Khi mà mình hướng dẫn rồi thì nói là không có thời gian. Hai nữa, không có cá làm sao sống, không có thịt làm sao mà sống, mà đang ở giai đoạn thứ tư. Ghê chưa? Ok. Dùng từ không còn từ gì để nói. Mình chỉ nghĩ là khủng bố. Và các anh chị chọn con đường tắt. Hỏi là có dinh dưỡng gì uống không? Để nó giúp cho cái ung thư phổi của tôi. Hay là có dinh dưỡng gì giúp cho cái ung thư gan của tôi. Hay là có dinh dưỡng gì nó giúp cho tôi để cho cái ung thư tử cung của tôi nó được tốt không? Okay. Và các anh chị đầu dinh dưỡng. Ok. Dĩ nhiên, nếu một nhà phân phối không có lương tâm mà làm việc bằng lương tháng thì sẽ nói ôi sản phẩm của Nu Skin nhiều lắm á, ABCD nè, chị dùng đi là chị hết bị ung thư rồi. Thế là các bạn nghe thích và các bạn dùng, bởi vì sao? Sướng quá. Ok, có một cái gì đó uống vô khỏe, mình vẫn có thể ăn được, vẫn tiếp tục tìm con đường tắt và đã không có kết quả, mất hết tiền, bệnh nặng hơn, rồi quay ra đổ thừa. Ok, cho nên tất cả con người chúng ta nên đổi lại cái họ, họ đổ tên thừa. Hầu như chúng ta không còn là họ Nguyễn nữa, đúng là người Việt Nam chúng ta có họ Nguyễn với họ Trần, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta họ đổ với họ thừa nhiều nhất. Chúng ta luôn luôn sống đổ thừa người khác, không bao giờ nhận cái lỗi đó về chính mình. Cho nên thì mình nghĩ là cái chương trình nó chủ động sức khỏe, nhưng mà thì Trinh nghĩ cái chủ động của thì Trinh nó ở nhiều yếu tố khác nhau lắm. Nó không phải là chủ động về sức khỏe của mình, mà chủ động tất cả những cái hành động mình làm, mình phải biết tự chủ nó. Ok, không có con đường tắt dẫn tới sự thành công, không có con đường tắt dẫn đến sức khỏe khỏe mạnh, không có đường tắt ngủ một đêm nó có 6 múi. Các anh chị đi hỏi những người tập thể dục làm sao để có 6 múi, dễ không? Không. Thì Trinh làm 6 múi hoài cũng không được, bởi vì nó rất khó, mình không đủ kiên trì để mình làm điều đó. Tập cái gì người hỏi những người vận động viên sẵn mùa World Cup nè, các anh chị thấy những cái cú đá tuyệt vời của Cristiano Ronaldo, các anh chị nghĩ cái đó là thiên tài trời cho hả? Không có đâu. Ok, mà là những cái thứ tự tôi luyện rèn luyện hàng ngày. Thấy thân hình của những vận động viên này đẹp 6 múi, các anh chị nghĩ là họ ngồi không để mà có được điều đó? Không có đâu. Họ bảo vệ sức khỏe, họ chạy như con trâu, đúng không? Trên một cái sân mà vận động, các anh chị xem sân đá, tổng số người 90 cây số, mỗi trung bình một cầu thủ chạy bao nhiêu cây số mình không nhớ rõ, bao nhiêu cây số họ chạy. Dĩ nhiên những cầu thủ này các anh chị hỏi họ có rượu bia hay không, xã giao có, nhưng mà có lạm dụng sức khỏe không? Nhưng mà nếu họ ăn thịt, yes mình đồng ý. Nhưng bởi vì sao? Cái số lượng mà họ đưa vô trong người của họ và cái số lượng họ hoạt động ra quá nhiều, cho nên điều đó được. Còn các bạn đưa vô những thứ độc hại mà các bạn không có cái lối thoát nó đi ra. Còn cầu thủ là họ tôi luyện, ok, họ dậy sớm, họ luyện tập, cho nên một cái cú sút đẹp vô cái gôn không phải là một đêm mà có, mà là luyện tập từ lúc còn 5-6 tuổi cho tới lúc 16 tuổi, và hàng ngày bao nhiêu giờ để họ tập. Mình lấy ví dụ của ba đứa cháu rồi Trinh. Đứa lớn hình như năm nay nhiêu tuổi rồi ta? 14 tuổi, 13, 14 tuổi. Còn hai đứa nhỏ là 12 tuổi. Bơi lội từ lúc 5 tuổi tới bây giờ. Ok, dĩ nhiên không thể nào là vận động viên để mà thi Thế vận hội được. Nhưng mà là vận động viên của trường. Ở 12 tuổi và 13 tuổi, bắt đầu 4 giờ sáng đã thức dậy. Cách đây 1 năm, 2 năm khi mình về mình thăm, 4 giờ sáng mình còn trong giấc ngủ ngon. Thì những đứa bé này, cháu thì trên nhà 10 tuổi, 12 tuổi, 4 giờ sáng mình đã nghe lục đục ở trên lầu rồi. Thì mẹ nó phải chở đi tới cái trường bơi. Một tuần bơi 24 tiếng bằng một người đi làm việc bán thời gian. Một người lớn đây làm việc là 40 tiếng một ngày, đúng không? 40 tiếng mà 40 tiếng một tuần. Ok, làm việc từ ngày 8 tiếng, 8 năm 40 tiếng. Mà những ba đứa cháu mình là tập 24 tiếng bơi lội một tuần hơn một người làm việc bán thời gian. Và 4 giờ sáng đã thức dậy. Và nó cái hành trình nó kéo dài như vậy bao nhiêu năm trời.
vẫn có một cái sức khỏe đó. Cho nên cái chị muốn cho các anh chị hiểu, nó không có sức khỏe để bảo vệ, nó không phải chỉ một ngày một đêm, nó không phải chỉ dinh dưỡng của công ty tuyệt vời ở trên đây, không có cái gì mà thần đồng hết á. Ok, và các anh chị nghĩ là các anh chị có thể uống vô một năm hay hai năm mà nó có kết quả liền hết, và các chị vẫn tiếp tục ăn uống vô độ và các chị đòi hỏi cái này nó vào kết quả. Vui một cái nữa thì chị sẽ chia sẻ nữa, có nhiều người bị viêm khớp mười mấy năm, bị mất ngủ mười mấy năm, khi dùng dinh dưỡng của Nu Skin được 2 tháng không có kết quả, đổ thừa. Nói là sau 2 tháng không có kết quả. Nếu mà thật sự thì chị nói một câu nha, nếu nó kết quả, cái lọ đó nó không phải là 100 euro mà sẽ là 1 triệu euro, bạn mua nổi không? Mười mấy năm trời. Giờ thì lấy ví dụ một người đi 40 tuổi bị đau cột sống, được một bạn nói về dinh dưỡng này và uống vô một tháng không có kết quả, say qua chửi hay là còn nói người ta lường gạt. Dĩ nhiên cũng có một nhà phân phối chuyên môn làm việc lường gạt, chuyện đó có ha, mình đứng ở trung lập thì Trinh đã nói rồi, bất cứ cái gì cũng vậy, có người làm tốt và có người làm xấu, thì Trinh không đứng binh vực hết tất cả những nhà phân phối của Nuxin là tốt hết. Mình biết chắc cũng có rất nhiều người là xấu, chuyên môn dụng người ta mua đồ, dùng chỉ dụ cho nó vui mà thực sự là vậy đó, không cần biết bạn là gì hết, cứ kêu người ta mua đó tính sao, rồi mua xong rồi có hỗ trợ hay không, không luôn. Ok, rồi dĩ nhiên cũng có nhiều người khách vậy đó. Ok, không bảo ý thức và bảo vệ sức khỏe, nghe người ta nói vậy bắt đầu nghĩ là ù có lý rồi ha, mình vẫn được ăn uống vô độ cứ dùng đi, rồi mua xong 100 euro xài một tháng không có kết quả, bắt đầu quay ra chửi. Vô trời, tội nghiệp ha, tội nghiệp nó đời nó bất công, nó bất công ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cho nên thì chính đáng là mình đang phân tích giữa người tiêu dùng, ok, mình đứng ở vị trí hồi nãy giờ mình đứng ở vị trí người tiêu dùng để mình nói nhà phân phối, nhưng mà mình cũng sẽ đứng ở vị trí nhà phân phối, mình sẽ nói về những người tiêu dùng giống như các bạn hỏi thức. Bao nhiêu năm trời lạm dụng sức khỏe, ăn uống vô độ, ok, gọi là dùng cái từ không biết là đúng không, nhậu nhẹt, okay. Rồi không uống sữa, không bảo vệ để tới lúc loãng xương, rồi tìm cái dinh dưỡng vitamin uống vô, sao cảm thấy xương khớp vẫn còn y chang giống vậy. Công bằng chút xíu nha, 40 năm cuộc đời bạn quăng nó vô thùng rác, rồi bạn đòi một cái viên dinh dưỡng này một tháng nó có kết quả cho bạn, đưa lên cái cân thử coi có công bằng không, quá bất công. Bởi người ta nói câu mà của Chí Thành ha, Trấn Thành gì đó, đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng, đời không bình đẳng nên đừng hòng vuốt thẳng cộng lông, đúng luôn á, đúng không? Cho nên Trinh muốn các anh chị trước khi mà nó không kết quả thì hỏi lại mình, nếu các anh chị là 45 tuổi giống mình, 45 năm nay bạn làm gì cho sức khỏe của bạn, bạn có một ngày nào chủ động chưa, bạn có một ngày nào tự động thức dậy 5 giờ sáng đi tập thể dục chưa, bạn có bao giờ gấp ra đũa và suy nghĩ là cái món này nó làm gì trong cơ thể không, hay là chỉ sướng cái miệng cho đã trước rồi tính sao. Rồi bây giờ tất cả những thứ bộ phận trong cơ thể của bạn bắt đầu run rẩy, ok, bù lon con tán ở trong người nó rã rời, nó xúc khắp mọi nơi hết, gan bạn bắt đầu mở nhiễm tùm lum, ok, thận bạn bắt đầu sạn, ok, dạ dày của bạn bắt đầu loét, đại tràng của bạn bắt đầu bị nổi những cái búa lên, ok, rồi trĩ, ok, bị tất cả những điều thứ đó. Bao nhiêu năm nay bạn làm gì nó, tới ngày hôm nay nó bị như vậy, thì bạn đòi một cái viên dinh dưỡng này nó đưa vào 100 euro cho một cái lọ nào đó có thể làm sạch hết cái này cho bạn hả? Mơ đi, nếu có, thực sự nếu có trên đời này thì Trinh nghĩ nó giá trị của nó không phải là 100 euro mà mình nghĩ nó là 10 triệu hay 1 tỷ euro đó, bạn mua nổi không? Không, chắc chắn các anh chị sẽ không đủ tiền để mua đâu. Cho nên cách tốt nhất vẫn là ý thức và chủ động và bảo vệ sức khỏe. Mình nói có thể nhột rất nhiều người, ok, và chắc chắn sẽ có nhiều người ghét, không sao hết, nhưng mà trách nhiệm của mình là trách nhiệm của một người trong ngành khoa học. Trong cái chủ đề của ngày hôm nay là sức khỏe và đời sống, cho nên mình đứng ở đây với vị trí của người khoa học chia sẻ trong cái vấn đề về sức khỏe và đời sống.
để cho mọi người chúng ta cùng ý thức và bảo vệ sức khỏe, để chúng ta biết thế nào là chủ động sức khỏe. Và dĩ nhiên thì Trinh cũng không đứng đây để quảng cáo cho bất cứ một cái công ty nào hết, mặc dù mình là nhà phân phối của Nu Skin. Và mình cũng không đứng đây để binh vực cho một số nhà phân phối làm sai. Ok, mình chỉ đứng đây đại diện cho những người nhà phân phối làm đúng, thì mình hoan nghênh và chúc mừng bạn. Và mình cũng đứng đây mình chỉ trách cho tất cả những nhà phân phối nào đang làm sai và đang làm vì lương tháng hơn là lương tâm. Và mình cũng đứng đây để mà đại diện cho những nhà phân phối làm đúng, để cho những người khách hàng đem cái họ đổ với cái họ thừa ra khỏi cuốn sổ của cuộc đời của mình, ra khỏi cái license của mình, đừng đổ thừa nữa. Ok, một khi biết dinh dưỡng tốt, dùng là cho chính mình, cho sức khỏe của mình. Những nhà phân phối làm việc có lương tâm là họ chỉ hướng dẫn và giúp các anh chị ý thức và bảo vệ sức khỏe. Ok, bạn thích thì bạn dùng, nhưng bạn phải nghiêm túc, chứ đừng có bao giờ đổ thừa người khác. Ok, không ai dí xuống trên đầu của bạn để khi bạn mua cái sản phẩm ABCD. Nhưng mà khi mình mua thì mình hiểu lý do tại sao mình mua đó. Còn đôi lúc các bạn sẽ nói là ồ, tại cái người kia dụ mình mua. Thì Trinh chỉ nói một câu, bạn dạy ráng chịu. Tại sao bạn để cho người ta dụ bạn? Ok, cho nên mình rất là bình đẳng và công bằng, mình nói những điều này. Ok, để cho anh chị hiểu. Cho nên nếu chủ động về vấn đề sức khỏe thì hãy xem lại mình chủ động nó cách nào, và tại sao dinh dưỡng vào không có kết quả. Ok, còn nếu các bạn chủ động, các bạn làm đúng, thì những dinh dưỡng A-slot tuyệt vời của Dr. Joe Chen sẽ mang lại kết quả đó cho bạn. Khỏe, trẻ, đẹp. Phục hồi là những cái gì trong cơ thể bạn thiếu sót. Ok, dĩ nhiên cái quá trình già thì chắc chắn ta sẽ bị già thôi. Nhưng mà tại sao có người già nhanh hay già chậm? Già nhanh là bởi vì bạn lạm dụng sức khỏe của bạn, thì những dòng dinh dưỡng này nó chẳng bao giờ giúp được. Già chậm là bởi vì bạn có ý thức và bảo vệ, bạn luôn chủ động sức khỏe. Thì khi hôm nay mình gặp được cái sản phẩm này thì giống như là chúng ta gặp được vàng và châu báu, thì nó sẽ mang vào trong cơ thể của mình, nó sẽ cho mình có một cái giá trị tốt hơn. Ok, cho nên mình là một nhân chứng sống cho các anh chị thấy rõ là mình khỏe hơn ngày xưa, mình trẻ hơn ngày xưa. Ok, mình đẹp hơn ngày xưa, đó là sự thật. Còn dĩ nhiên đẹp hay không thì do các anh chị suy nghĩ, có người sẽ nói mình xấu, nhưng mà mình thấy mình đẹp hơn lúc trước là được rồi. Ok, còn khỏe hơn không mình tự mình biết. Thì đó là những cái. Dĩ nhiên ngày mai say qua lại mình có thể bị ung thư hay không? Có. Ung thư không chừa bất cứ một ai, luôn cả một người khỏe mạnh giống như Thị Trinh. Đó là sự thật. Có thể các bạn ăn nhậu mà các bạn không bị ung thư, và có thể mình là người kỹ lưỡng như mình cũng có thể bị ung thư. Bởi vì tế bào ung thư là nó không chừa bất cứ một ai. Ok, dù bạn có khỏe mạnh hay không khỏe mạnh. Nhưng cái vấn đề là nếu bạn lạm dụng sức khỏe của bạn, và nếu bạn đang bị ung thư ở giai đoạn thứ tư, bạn còn có đủ sức để mà đi cuộc chiến này với ung thư để xem người nào thắng. Chắc chắn bạn sẽ là người thua và tế bào ung thư sẽ thắng. Nhưng mà nếu mình là người bị ung thư thì mình sẽ là người chiến đấu với tế bào ung thư này, và mình có đủ sức, mình có đủ hệ miễn dịch, bởi vì mình tích tụ 45 năm trong người mình. Mình có đầy đủ vũ khí để mà chống chọi lại tế bào ung thư này, và tệ cuối cùng thì người kiên trì hơn chính là mình, thì tế bào ung thư sẽ bị quật ngã. Đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên đối với mình là chúng ta chủ động là như vậy, để mà chúng ta có đầy đủ những nguyên liệu, hoặc là những cái vật liệu, những cái vũ khí trong người mình, để khi có một cái gì đó tấn công mình thì mình có một cái dàn phòng thủ này ra, một cái bộ quốc phòng. Ok, để mà có thể chống chọi lại giặc ngoại xâm. Ok, đó là những điều tôi muốn nhắc gửi các anh chị. Bảo vệ sức khỏe nó cũng giống như bảo vệ một cái quốc gia hay là một cái dân tộc nào đó. Ok, tại sao một cái dân giàu đất mạnh, có nhiều tài nguyên phong phú, thì chắc chắn bộ quốc phòng nó sẽ bảo vệ, để khi nào có vấn đề gì đó thì có thể không sợ mà không phải cần đi viện trợ nhờ người khác cứu đỡ. Không ai cứu mình bằng chính mình. Không ai chết thay các anh chị. Ok, và cũng không ai cho sức khỏe của họ cho mình, chỉ có mình cho chính mình mà thôi. Ok, cho nên thế nào là chủ động sức khỏe, đó là như vậy. Ok, một lần nữa thì Trinh gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả các bạn nhà phân phối hay là những người khách hàng ở năm châu nói chung, hay là cái chương trình này cho Nu Việt của châu Âu nói riêng. Ok, mong rằng buổi chia sẻ của mình mang lại giá trị cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các anh chị ở chương trình của lần sau. Bye bye.